Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
thắng của Mạnh Vĩnh Đông ơi, hôm gần tốt núi sông nhớ trong nhau hỏi chuôn sướng hôm đi nó. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và cùng hòa quyện với không khí tưng bừng và phấn khởi trong buổi trưa ngày hôm nay, và để chúc mừng cho buổi tiệc tân gia đại cát của bà Lò Thị Nòi, anh Lường Văn Mứng và chị Lò Thị Đón, thì cũng có những tình cảm yêu thương rất là sâu sắc, chân thành, tình cảm ruột thịt. Vâng ạ, và sau đây em xin trân trọng kính mời anh chị là con trai và con dâu của bà Lường Thị Nòi sẽ trở về sân khấu của ban tổ chức của chúng tôi để cùng hiện diện và ra mắt trước toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Vâng ạ, và em xin trân trọng kính mời gia đình anh Hòa Diên, gia đình anh Vương Diên và gia đình anh chị Hiền Là sẽ trở về sân khấu của ban tổ chức của chúng tôi để ra mắt toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay cùng với mẹ Lường Thị Nòi ạ. Vâng ạ, em xin trân trọng kính mời anh chị ạ. Vâng ạ, và cũng xin trân trọng kính mời hai cháu là con của anh Mấn và chị Đón ngày hôm nay đây, cháu Trinh và cháu Kiều sẽ trở về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách của chúng ta ngày hôm nay đây, một đại gia đình. Vâng ạ, một đại gia đình. Vâng ạ, của bà Lường Thị Nòi ngày hôm nay ạ sẽ trở về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay để chúc mừng cho thành quả của bà Thiện Lò Thị Nòi cùng với con trai là Lường Văn Mứng và con dâu là Lò Thị Đón ngày hôm nay. Em xin trân trọng kính mời anh chị ạ sẽ trở về sân khấu của ban tổ chức của chúng tôi để hiện diện đông đủ nhất để chúc mừng cho buổi tiệc tân gia đại cát của gia chủ của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, và các anh các chị sẽ đứng ở đằng sau người mẹ của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu của ban tổ chức của chúng tôi ngay từ đây là sự hiện diện đông đủ của đại gia đình của bà Lường Thị Nòi để chúc mừng cho buổi tiệc tân gia đại cát của bà Lường Thị Nòi ngày hôm nay cùng với anh Lường Văn Mứng và con dâu là Lò Thị Đón. Vâng ạ, sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu và vất vả thì ngày hôm nay bà Lường Thị Nòi cùng với đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay cùng với con trai, con dâu, con rể và con gái đã có những thành quả thật là tuyệt vời. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu của ban tổ chức của chúng tôi đi ạ. Quý vị thân mến, và sau đây MC Song Ngữ quý vị một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu ở giữa, vâng ạ, mặc áo đỏ ạ, đó chính là mẹ là bà Lường Thị Nòi, là người mẹ của đại gia đình ngày hôm nay. Và bên cạnh bà Lường Thị Nòi đó chính là con trai anh Lường Văn Mứng, và bên cạnh MC quý vị đây ạ, đó chính là chị Lò Thị Đón, là con dâu của bà Lường Thị Nòi, là chủ nhân của ngôi nhà mới khang trang tuyệt vời ngày hôm nay. Và cùng với tập thể đại gia đình ngày hôm nay đó chính là gia đình anh Hòa Diên, gia đình anh chị Vương Diên và gia đình anh chị Hiền Là cùng với các cháu của bà Nội ngày hôm nay, một đại gia đình thật tuyệt vời. Quý vị ơi, và để chúc mừng cho sự thành công rực rỡ và tuyệt vời nhất, một hình ảnh xúc động và tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, thì xin toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nhất để chúc mừng cho đại gia đình của chúng tôi, quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị thân mến. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa quý ông quý bà, và ngay giây phút ở đây thì đại gia đình của chúng tôi, ban tổ chức của chúng tôi, MC Song Ngữ quý vị xin được trình trọng tuyên bố với toàn thể quý vị rằng buổi tiệc tân gia đại cát của gia chủ của chúng tôi, của Lượng, của mẹ Lường Thị Nòi cùng với anh Lường Văn Mứng và chị Lò Thị Đón cùng với tập thể đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Thưa quý cụ, quý ông, quý bà, hôm nay là một ngày thật xúc động, thật tuyệt vời đối với đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, tức ngày 20 tháng 12 năm Quý Mão, tại gia đình của chúng tôi, tại nhà của mẹ Lường Thị Nòi, cùng với con trai là Lường Văn Mứng và con dâu là bà chị Lò Thị Đón ngày hôm nay, cùng với đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay, tại bản Co Cáng, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, long trọng tổ chức buổi đại tiệc tân gia đại cát tại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất là vinh dự và tự hào cho gia đình được đón nhận sự yêu thương đông đủ đến từ toàn thể quý vị quan khách đã không cùng nhau, đã không quản ngại đường xa xa xôi, nâng bước về nghĩa, bước đi về tình, và cùng nhau trở về đây chung vui và chúc mừng cho buổi tiệc tân gia đại cát gia đình ngày hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức của chúng tôi xin được thay mặt cho đại gia đình xin trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành nhất, yêu thương nhất đến từ toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, vâng ạ, và ngôi nhà không những là nơi để che nắng che mưa, đúng không quý vị, và trước mắt toàn thể quý vị đây đó chính là một ngôi nhà sàn thật là khang trang, thật là tuyệt vời. Đó chính là thành quả sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu vất vả của gia đình
đình của chúng tôi, của bà Lương Thị Nội cùng với con trai Lương Văn Mấn và chị con dâu là chị Lò Thị Đón cùng với tập thể đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay cố gắng phấn đấu vất vả mới có được một ngôi nhà mới, một thành quả, một ngôi nhà mới khang trang, một ngôi nhà sàn trước mắt tập thể quý vị đây quý vị ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngôi nhà đó chính là tổ ấm, vâng ạ, tổ ấm trọn vẹn của mỗi thành viên trong gia đình để trở về sau mỗi ngày làm việc vất vả. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và đến với buổi tiệc tân tài đại cát ngày hôm nay rất là vinh dự cho MC Song Ngữ Quyết Vi. Vâng, kính thưa quý vị, và xin được giới thiệu với toàn thể quý vị rằng MC Song Ngữ Quyết Vi cũng là cháu ạ, cháu của bà Lương Thị Nội ngày hôm nay, và đã được gia đình tin tưởng và ủy quyền để làm chương trình buổi tiệc tân tài đại cát ngày hôm nay, và là người sẽ là người đại diện phát biểu, gửi lời phát biểu đến toàn thể quý vị đoàn khách. Chúc mọi người đồng học sướng nọ phát hành mới đi hậu của nhang ni nà nặng chú hơn sướng mới đi. Vâng ạ, chú hơn phật tay hậu cái này đôi đặt đầu đôi lán MC Quyết Vi trên loài xó nà tặng đại hở chú hơn sướng mới đi phát biểu quang tay nọ mọi người đồng hậu còn tọt phát mắt mọi người đồng bạn của ngôi. Vâng, kính thưa quý vị thân mến ạ, chúc mọi người đồng học sướng nọ cái này khỏi đi MC Song Ngữ Quyết Vi đúng cái giá thành chắn cửa bất chưa một chưa mò sướng khắp cửa bơ mò sướng co cửa bơ muôn mọi người đồng ơi còn chưa tin tơ đôi tàu đôi lán đi cửa chiếc xó chiêng đôi trường phủ trà lì xó chiêng bí thư phủ trà quàng xó chiêng phủ tràng đánh tàng lại bàn mưa ướn mắt tòm xó chiêng cung ý tràng dòng sáu lừa chân cái mấy nam tiền xó chiêng không ai thành liền tuổi sòng sao giảm sao cửa và con đũa còng lùng phà và kha lò phân chân mắt non vũ kín bấu mi chưa rằng hết tờ hương nhớ tặng làng ô tì tiến lại hương nay thủ hương tiến bành việt hương làng hằn là nhờ ngàn trắng ngắm lại luôn phải có trắng ngắm bày việt hương làng hằn trong sắc mượn bấu văng ngân khẩu kín lò chặt bày ban ó ào bố lung phùng nòng bày ban ải thầy thờ mắt tròi tìm mưa lại mưa bên trong lò ở hanh cổng cẳng trong sắc hườn bấu răng khay trắng tiền hương ở phần này sân mưa đi mưa sạp xít căm bữa nưng tí phóng văn bài sao xí đại chu hương phóng êm lường thì nòi các bà ai lường văn mưng các bà ý đúng bờ lo thì đón tại bản co cáng phường Nam Thanh thành phố Điện Biên Phủ ở cửa nhân hà lầy mưa lý bên trăm mưa xăm bên trẹp mưa đẹp chém ngam thì chưa bườn mà ở cửa trắng mưa sai trắng kiếm ma mưa khóa trắng kiếm lầy trắng kiếm lầy khẩu mù phô ma trắng mi quai pi mất đi mù pi mất hà trắng mày khó cáo khó mơi ở xúc ải xúc em xúc có xúc mè xúc pi xúc nòng có lại bạn lại na lại huyền lại xã lại chầu lại mương mất kèn tòm hò mòn nặng chuôn sướng hóng em lò thì nòi các bà anh mưng các bà y đón mà đi ở sau này chú hương cửa bà mít sẵn ơn xưa cô tàu đô lán đi MC Song Ngữ Quyết Vi chi lại rõ nà tám tà thở chú hương sướng hóng em nòi các bà ai mưng các bà y đón mà đi các bà tập thể chú hương sướng hóng mà đi lại xó cám ơn xúc ải xúc em xúc bó xúc mè xúc phí xúc nông bái bìa ban cán mắt kèn tòm hò muôn mắt tủ mắt tôm mắt chôn muôn chung mưng gặp chú hương sướng mà đi xó chúc hở bố mẹ bên đồng bản khuôn hâu có khảo hắn giết sáng lầy cây hắn tên nhưng phí nhưng nhớ thầu nhưng thầu nhưng bốn ly nhắm đi khó thay ba trời khổng nóng khó lời cờ lời hảo kẹp khát nó thôi sao phí bên đồng bố mẹ bên đồng bản khuôn hâu ơi khảo hắn nữa chúng mày chúng em chúng mày chúng mày nữa. Vâng ạ, xin chân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa để thay lời cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay thì đại gia đình của chúng tôi xin có những chén rượu, vâng ạ, những ly rượu nghĩa, ly rượu tình để gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới tình cảm của quý vị quan khách đã dành cho đại gia đình của chúng tôi, đại gia đình của mẹ Nội ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời ban tiếp tân của gia đình đã sắp xếp lên trên sân khấu những chén rượu tuyệt vời nhất để đại gia đình của chúng tôi, đại gia đình của bà Nội rất gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Bố mẹ Pin Đông ơi, ho cắn khái tém chén lẩu, ho cắn nhau chén lẩu hòm hòm mắt súng phần, chúc muôn thở chuyên tiếng hôm nay nắp bố mẹ Pin Đông bạn của hôi. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị, các quý ông quý bà, chúng ta sẽ cùng nhau rót đầy chén rượu của mình đi ạ, và cùng nhau nâng chén rượu của mình lên thật cao để chúc mừng cho buổi tiệc tân gia đại cát của gia đình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Bố mẹ Pin Đông ơi, chú hương trưởng hậu em nói các bạn ai mong các bạn ý đó mà mình đi hương nà sáu mặn để kiến phán tay mà phun hảo hán thiện phán đấy em đó để kiến phán tay mà phun nữa ai kém ý nữa hảo hán đã dùng ý rồi nữa
gắng vất vả của đại gia đình của chúng tôi, quý vị ạ. Và để chúc mừng cho điều đó thì một lần nữa em xin Song Ngô Quyên Vy xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau nhấc chén rượu của mình lên thật cao một lần nữa để cùng nhau vô thật to, được không quý vị ơi? Hôm nay bên nào ơi không cần nhớ chén lẩu mà xuống thuyền họ cần vô cùng nhớ chôm nhớ ở chú hơn sướng không phải đi đâu.
vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.